Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 116, chương 747. Uyển Nhi, không ngờ Uyển Nhi lại có thân phận như vậy. Tử Vi nữ đế, Uyển Nhi lại là con gái của thánh đế Tử Vi. Bọn tiểu thất bị khiếp sợ không nói lên lời. Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào Uyển Nhi, làm cho nàng không hề dễ chịu. Uyển Nhi không khỏi lùi về phía sau một bước, nhẹ giọng: Công tử. Khôi phục lại tinh thần, tiểu thất trợn mắt nhìn mấy người. Này, làm gì mà nhìn chăm chăm Uyển Nhi như vậy? Muốn làm gì vậy? Giới sắc hòa thượng xoa xoa cái đầu chọc, nhẹ giọng: Là chúng ta bị kinh hãi, không ai nghĩ ra được. Ê, người một mực ở bên cạnh ngươi nhìn qua nhu nhược như vậy, mày là con gái của Tử Vi thánh đế, ta không biết nói gì nữa. Không biết thì không cần nói nữa, có một số việc chờ an toàn rồi tính. Tiểu thất tức giận liếc mắt nhìn giới sắc hòa thượng. Giới sắc hòa thượng cũng không biết nói gì. Tiểu thất an ủi Uyển Nhi: Uyển Nhi không sao, còn có ta ở đây. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng nhẹ giọng: Chủ nhân, có phải là người nghi ngờ? Tiểu thất không có nói láo, gật đầu: Ta đang rất nghi ngờ, nếu như có thể hy vọng người nói rõ ra. Ở bên kia, nữ tử áo đen mỉm cười: Sư huynh, ngươi mặc dù không phải là đối thủ của ta, nhưng kiếp trước dù sao cũng là sư huynh của ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đằng nào cũng phải biết. Nàng nhàn nhạt nói một câu, sau đó chậm rãi mở miệng kể lại: Thời kỳ Đông Hán, phong ấn của thần ma chi hải nới lỏng, ma khí xâm nhập, ma đầu tức thì lâm thế. Tử Vi nữ đế cùng ba vị đế quân từ thiên giới đi xuống, bốn người ngăn cơn sóng dữ, rốt cuộc củng cố được phong ấn của thần ma chi hải, ngăn cản được ma đầu xuất thế. Nhưng bọn họ cũng tiêu hao hết linh lực, ma khí trong cơ thể bị ăn mòn, theo đó binh giải chuyển thế, không rõ tung tích. Hơn 1.400 năm thời Đường Triều, ba vị đế quân luân hồi thành công, một lần nữa lại phi thăng thiên giới. Chỉ có Tử Vi nữ đế là biến mất tung tích. Nghe đến đây, trong lòng của tiểu thất không khỏi suy đoán. Uyển Nhi nói nàng là người từ thời Tấn, Tử Vi nữ đế binh giải luân hồi, đời thứ nhất là Uyển Nhi. Ai ngờ Uyển Nhi lại bị vây ở trong cổ mộ. Ở ngoài cổ mộ có chấn linh bia làm nhiễu loạn âm dương, mặc dù thiên giới đế quân cũng không thể tính ra được nàng ở đâu. Nàng nếu như đã là Tử Vi nữ đế, tự nhiên không có khả năng tùy tiện tan biến trong tam giới. Sau đó đại chiến bùng nổ, lối đi cầu thông giữa nhân gian và thiên giới bị vỡ nát. Thiên giới thần tiên hết sức tu bổ, nhưng tính ra thần ma chi hải sẽ sinh ra tai vạ, không còn cách nào, chỉ có thể tìm người ứng đối đại kiếp, cũng chính là đám người tiểu thất. Chư thần thiên giới để đảm bảo có thể cứu vãn được tam giới, vì vậy dựa hết vào việc lựa chọn người, cũng không còn quan tâm đến Tử Vi nữ đế luân hồi ở nhân gian. Sự tình có thể là như tiểu thất suy đoán, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán. Lúc này, nữ tử áo đen nói tiếp: 2 năm trước, ta đang tu luyện ở thần ma chi hải, hồn phách đột nhiên dấy lên một trận rung động. Đó là một loại sợ hãi mờ ảo. Ta tính ra thiên cơ, tìm ra được là ai làm cho linh hồn của ta rung động. Vừa mới biết là ai, ta cảm giác một tia không tưởng tượng nổi. Sau đó, trong trí nhớ, ta tìm được sự tình, cộng thêm tất cả tính toán thiên cơ của mình,
ta xác định là Tử Vi nữ đế vẫn còn ở nhân gian. Khi đó ta dự định tự mình xuất thủ tiêu diệt Tử Vi nữ đế chuyển thế, nhưng nghĩ đến chính mình chỉ có một luồng hồn phách, không thể nào là đối thủ của Tử Vi nữ đế. Sau đó ta lệnh cho đám người lục sử tìm chuyển thế của Tử Vi nữ đế rồi giết nàng. Điều làm cho ta không ngờ đến là nàng hành tung phiêu hốt bất định, khi có khi không. Lục sử bẩm báo nói trùng quỷ bám cho Thôi Ngọc, ở trong tay ngươi có một nữ quỷ không thể chuyển thế. Ta đoán ra nàng có thể chính là Tử Vi nữ đế. Tất thảy đều rất thuyết phục, cái này cũng có thể giải thích được. Tại thời điểm ở Thái Thành, lục sử xuất thủ cướp đoạt Uyển Nhi là vì như vậy. Uyển Nhi lần đầu tiên hút lấy tinh khí tạo thành thiên địa dị tượng trong trời đất. Sư huynh đệ dưới Sắc Hòa Thượng cũng đã nói không phải là thần thì chính là ma đầu xuất thế. Nhắc tới kẻ cũng xấu hổ, nuôi một đám trông cũng khá được mà không dùng được, chỉ như là củi mục. Sau khi phân công nhiệm vụ, bọn họ không lần nào hoàn thành tốt. Bất quá lần này thì ngược lại, tuy nói là tổn thất mấy tên tiểu quỷ, nhưng ta rút cuộc cũng thấy rõ được thực lực của các ngươi. Nghe đến đây, Tiểu Thất lạnh lùng: người định xuất thủ đem xóa sổ chúng ta sao? Nàng lắc đầu: hôm nay ta không có tâm tình, để lần sau đi, ta sẽ tự mình tới tìm các ngươi, cùng lãnh giáo một chút xem sự lợi hại của Tử Vi nữ đế. Điều nàng nói làm cho Tiểu Thất chấn kinh. Bây giờ là cơ hội tốt, tại sao lại không ra tay? Sư huynh, nhìn khuôn mặt nghi ngờ của huynh, chẳng lẽ đang chất vấn ta vì sao không ra tay phải không? Nàng khẽ cười một tiếng nói: không sai. Muốn biết tại sao không? Ta không ngừng nói cho các người biết, về sau các người cũng biết. Ta suy nghĩ xem một chút, nghĩ các người biết rõ lần này vì sao ta không ra tay giết các người, liệu có thể rất thương tâm khó chịu. Nói xong, ống tay áo của nàng vung lên, quấn lên đám người tiên y ở trên mặt đất. Sau khi nàng rời đi, Chu Dài Hào nói: tiểu sư điệt, tiểu sư điệt, nàng nói câu sau cùng là có ý gì? Ta cũng không hiểu. Tiểu Thất lắc đầu: đúng rồi, là nàng tới lúc nào? Tiểu Thất liếc mắt nhìn mọi người, chậm rãi: thời điểm ta đối phó với Quỷ Vương và Hạn Bạt, đã thấy sự tồn tại của nàng. Có lẽ nàng đã ở trong tầng mây đen kia để theo dõi tất cả. Mà trận đại chiến hôm nay là muốn nắm thực lực của chúng ta đó. Nhưng mà sau đó thì sao? Tiểu Thất trợn mắt: các người không nghe thấy à? Nàng nói sẽ đích thân đến tìm chúng ta đó. Người đừng nói như vậy, nàng nói là tìm ngươi và Tử Vi nữ đế chứ không phải là chúng ta. Chu Gia Hảo khoát tay: dù sao chuyện này cũng đã xong, ta cũng không muốn ở chung một chỗ với người đâu, tránh cho đến ngày đùa với lửa có ngày chết cháy đó. Tiểu Thất cũng không tức giận, cười nhạt nhìn Chu Gia Hảo: tiểu sư thúc, tối hôm qua không có ở cùng với ta chứ? À không không không, ngây ngô sống chung một chỗ như vậy là đều có yêu ma quỷ quái tìm đến cửa. Hắn đầu tiên sững sờ, sau đó thở dài: đi thôi, chúng ta về quán trọ, sự tình ở nơi đây coi như xong. Đi xuống dưới núi, Trần Thần lái xe, Tiểu Thất lần này ngồi ở đằng sau, bên ghế phụ để cho Mã Tiểu Tiểu, trong ngực đang ôm bảo bảo, gãi gãi mũi của tiểu tử. Nó tự tay lấy tay của Tiểu Thất, ngậm miệng vào, chóp chép cái miệng mà ngủ. Tiểu Thất trêu chọc bảo bảo một hồi, nghiêng đầu nhìn Trầm Quân Giật, nhẹ giọng: Trầm huynh, ngươi có còn muốn giấu giếm thân phận sao? Tiểu sư đệ, Trầm huynh có thân phận gì? Hắn không phải nói là hắn là tán tu sao? Tiểu sư thúc, ngươi thật là ngốc đó. Chu Gia Hào một đầu đầy hắc tuyến, hắn là người rất ghét người khác nói hắn ngốc hay là đáng yêu. Tiểu Thất chậm rãi: Trầm huynh, kiếm pháp lúc trước ngươi thi triển, nếu như tao đoán không sai, hẳn chính là kiếm thuật thượng thừa của Thanh Thành phái. Trầm huynh, ngươi nói sao? Trầm Quân Giật nhìn mấy người liếc mắt: không sai, ta đúng là đệ tử của Thanh Thành kiếm phái. Thanh Thành kiếm phái lại có đệ tử có tu vi cao cường như vậy sao? Môn phái thiên hạ phơi bày trước mắt thế nhân chỉ là một phần nhỏ, bộ phận chân chính chủ lực là truyền thừa từ cổ đại đến nay,
Thanh Thành kiếm phái mặc dù là một môn phái võ lâm, nhưng trên thực tế cũng là người của huyền môn. Không chỉ có Thanh Thành kiếm phái, còn có cả Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đăng. Chẳng lẽ những môn phái nổi danh kia toàn bộ đều là người của huyền môn? Tiểu Thất gật đầu. Tiểu Thất, làm sao mà ngươi biết? Ở trong bản chép tay của Mao Sơn cũng có ghi qua. Chương 748 Thế cục thiên hạ phần 1. Bản chép tay của Mao Sơn, tiểu sư điệt, ngươi đã thực sự nhận chức trưởng môn Mao Sơn? Chu Gia Hảo kinh ngạc. Tiểu Thất gật đầu. Lần này ta trở về Trung Lam Sơn không gặp sư phụ, nghi thức nhận trưởng môn đều là Ngọc Dương Tử sư phụ thay thế lão đầu thực hiện. Sư huynh ta đi đâu rồi? Ta không biết. Bất quá để lại cho ta một tấm giấy, nói lão đầu hẳn là sẽ liên lạc lại với ta đó. Tiểu Thất không biết lão đầu lưu lại tờ giấy đã bị Ngô Trung Vân xé thành từng mảnh nhỏ. Trầm Quân Giật trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Thất cùng bọn Chu Giai Hào trò chuyện một hồi, ánh mắt của mấy người đều nhìn vào hắn. Trong phút chốc, Trầm Quân Giật nhẹ giọng: ta xem các ngươi cũng là đệ tử danh môn chính phái, có một số việc vẫn phải nói cho các ngươi biết. Bất quá không phải là bây giờ, chờ tâm tình của ta ổn định, ngày mai sẽ nói vậy. Được rồi, chúng ta không gấp. Trở lại quán trọ, bọn Tiểu Thất nghỉ ngơi. Tất cả mọi người tối nay đều mệt mỏi. Bất quá Tiểu Thất lúc nằm ở trên giường cũng không có ngủ được. Hắn đối với chuyện Uyển Nhi là tử vệ nữ đế rất khiếp sợ. Loại chuyện này lúc trước cũng không dám tưởng tượng. Tuy nói Uyển Nhi hút tinh khí làm xuất hiện thiên địa dị tượng trong trời đất cũng có thể chứng minh lai lịch bất phàm, thế nhưng lai lịch tử vi nữ đế lại càng bất phàm. Tử vi nữ đế, thiên giới thần tôn. Truyền thuyết tử vi nữ đế là Côn Luân tu luyện phi thăng lên thiên giới. Nàng chiến đấu ở tại thiên giới kia, chúng thần đều có thể coi như là đứng hàng đầu. Tiểu Thất dường như là muốn tát cho mình mấy cái bạt tai. Cả một buổi tối không ngủ, nghĩ lung tung. Bảo Bảo nằm ở trên người của hắn, mở mắt nghi ngờ: ca ca, người điên à? Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến: tại sao ta lại điên? Thì thấy ca ca tự đánh mình đó. Bà bảo xem trên tivi, những người điên mới tự đánh mình. Tiểu Thất đem tiểu tử ôm vào, trầm giọng: ngủ đi. Bà bảo không mệt, bà bảo muốn xem ca ca tự đánh mình đó. Tiểu Thất trực tiếp không có nói gì nữa, bị vả hai bạt tai, đâm ra đầu óc cũng cảm thấy mơ hồ. Sau đó buông lỏng Bảo Bảo ra, cho Bảo Bảo gối đầu lên tay. Tiểu tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất. Tiểu Thất không để ý đến tiểu tử nữa, nhắm mắt lại mà ngủ. Mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sáng rực. Cúi đầu vừa nhìn, tên tiểu tử Bảo Bảo vẫn còn đang trợn mắt nhìn mình chằm chằm, liền nghi hoặc: Bảo Bảo, ngươi cả một đêm đều nhìn ta như vậy sao? Bà bảo muốn xem ca ca tự đánh mình đó. Tiểu tử nghiêm túc nói: được rồi, ngủ đi, ca ca không có tự đánh mình đâu. Ca ca lừa gạt Bảo Bảo rồi. Tiểu tử nằm úp xuống trên người Tiểu Thất lẩm bẩm. Trong chốc lát nó đã ngủ say. Ôm nó đặt lên trên giường, mình đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, ngồi ở dưới ghế salon gọi Uyển Nhi ra. Uyển Nhi đứng ở bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ giọng: công tử. Tiểu Thất gật đầu, vỗ vỗ bên cạnh ghế salon. Uyển Nhi, lại đây ngồi xuống đi. Uyển Nhi vẫn còn có chút không quen. Tiểu Thất nhìn chằm chằm nàng một hồi, trong lòng gào lên một tiếng bi thương. Sớm biết ngươi là tử vi nữ đế, chắc chắn sẽ không coi ngươi như là nha hoàn để mà sai khiến. Uyển Nhi, ngươi tối hôm qua hút nhiều hồn phách lệ quỷ như vậy, bây giờ cảm giác như thế nào? Không có gì cả, chỉ là tu vi tăng chậm một chút. Bây giờ cũng chỉ tương đương với lệ quỷ mắt đỏ mà thôi. Tiểu Thất có chút không cam lòng. Không thể nào, tối ngày hôm qua người đã hút hơn 100 con lệ quỷ, liền tăng trưởng tu vi có một chút như vậy sao? Dạ vâng. Tiểu
Tiểu Thất bất đắc dĩ. Nếu như Uyển Nhi muốn khôi phục như trước kia, vậy thì phải hút bao nhiêu lệ quỷ. Yên lặng một hồi, lại nói: lần sau đối phó với quỷ vương, chúng ta sẽ để lại cho ngươi. Vâng. Uyển Nhi, không nên như vậy, ta không thấy quen. Công tử là để ý những gì nữ tử áo đen tối qua nói sao? Tiểu Thất bất đắc dĩ lật gật gật đầu. Ngươi là Tử Vi nữ đế, thân phận quá cao xa đó. Nhưng mà vẫn là công tử cứu ta, công tử vẫn một mực bảo vệ ta. Nếu không, cho dù ta có thể từ trong cổ mộ đi ra cũng không thể sống như tận bây giờ. Ngươi là Tử Vi nữ đế, không thể dễ dàng chết như vậy được đâu. Công tử, người có ghét bỏ Uyển Nhi không? Không. Tiểu Thất khoát tay lê lịa. Uyển Nhi nhìn thấy bộ dáng động lòng người liền an ủi: được rồi Uyển Nhi, đừng có tức giận, chúng ta vẫn giống như trước kia là được. Sau đó Tiểu Thất hỏi nhỏ: Uyển Nhi, người có biết mình là Tử Vi nữ đế luân hồi không? Uyển Nhi lắc đầu: ta không biết. Tiểu Thất gật gật đầu: sau này ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi tăng cường tu vi. Chung quy nàng chính là muốn ta liên thủ với ngươi. Cũng chỉ có ta liên thủ với ngươi mới có thể làm cho nàng cảm giác được uy hiếp chân chính. Nhưng tu vi của ngươi bây giờ nàng cũng không coi ra gì cả. Uyển Nhi biết. Lúc đang nói chuyện, cửa bị gõ. Tiểu Thất nháy mắt cho Đại Hắc. Đại Hắc đi ra lấy cái mõm mở cửa. Giới Sắc Hòa Thượng cùng Hứa Chính Dương đi vào. Hòa Thượng rất nhanh đi đến bên cạnh Uyển Nhi, một mặt đưa ra nụ cười: nữ đế, chào cô. Tiểu Thất đá hắn một cước. Giới Sắc Hòa Thượng khó chịu, trợn mắt nhìn Tiểu Thất: sao, ta cùng nữ đế bắt tay không được à? Không được. Được rồi, coi như là ngươi lợi hại, dù sao thì tay của nữ đế này ta cũng đã nắm rồi. Tiểu Thất trợn mắt không nói gì. Các người sáng sớm đi sang đây làm gì vậy? Chúng ta muốn biết lai lịch của Trầm Quân Giật. Tiểu Thất nhướng mày. Tối qua lúc trở về hắn không phải đã nói sao? Hắn chính là đệ tử của Thanh Thành kiếm phái. Hứa Chính Dương khinh bỉ nhìn Giới Sắc Hòa Thượng: Tiểu Thất, ngươi đừng nghe hòa thượng này nói bậy nói bạ. Hắn đối với Trầm Quân Giật kia chính là hứng thú với quyển Vô Tự Thiên Thư đó, muốn đọc được chỗ tốt từ trong Vô Tự Thiên Thư đó. Cái gì? Hắn có Vô Tự Thiên Thư? Tiểu Thất kinh ngạc. Giới Sắc Hòa Thượng gật đầu: không sai, chính là hắn nói với ta đó. Ta đoán ở trong thiên thư không chỉ có ghi lại những bí mật, khẳng định là có rất nhiều pháp thuật lợi hại, cho nên cậu biết chứ. Ta hiểu, nghe cậu nói như thế tôi cũng muốn đó. Ta cũng muốn chứ. Hứa Chính Dương cũng khuôn mặt cười đều. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều dâng lên những chủ ý mất dạy. Uyển Nhi đứng đó khuôn mặt mờ mịt. Lúc đang nói chuyện, Chu Gia Hảo mang theo Trần Quân Giật đẩy cửa bước vào. Thấy hai người đi vào, Tiểu Thất nhẹ giọng: Uyển Nhi, cô đi xem Tiểu Tiểu và Trần Trần gọi dậy. Uyển Nhi gật đầu, bay qua phòng của Tiểu Tiểu, sau đó đến phòng của Trần Thần. Thấy vậy, Giới Sắc Hòa Thượng nói: Tiểu Thất, cậu thật là trâu bò, lại dám sai khiến cả Tử Vi nữ đế. Tiểu Thất cười khổ một tiếng: ngươi nghĩ rằng tôi muốn sao? Mới vừa rồi cùng Uyển Nhi nói chuyện, ai ngờ nàng nói là tôi ghét bỏ nàng. Tôi cũng không còn cách nào đó, chỉ có thể duy trì tình trạng như bây giờ vậy. Cậu thật là có phúc khí đó. Chờ bọn Mã Tiểu Tiểu đi đến, ánh mắt của mấy người đều nhìn Trầm Quân Giật. Hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: các người có biết hay không, trong khoảng thời gian này huyền môn thiên hạ các môn phái đều đang gặp tình trạng yêu ma quỷ quái đánh lén. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu: ta biết. Trung Nam Sơn toàn chân giáo cũng bị quỷ vương đánh lén. Trần Quân Giật cười khổ: Thanh Thành kiếm phái cũng bị tập kích, năm quỷ vương lại thêm cả Hậu Khanh, là một đội hình rất ghê gớm. Ta là sư phụ liều chết mới hộ tống đi ra, ta tận mắt nhìn thấy sư phụ chết ở trong tay quỷ vương. Chương 749 Thế cục thiên hạ phần 2. Tiểu Thất không biết phải nói gì, chung quy tận mắt nhìn sư phụ mình bị quỷ vương giết chết mà không thể cứu, trong nội tâm nhất định là rất thống khổ. Trầm mặc một chút, Tiểu Thất nói: Thanh Thành kiếm phái bị tập kích từ bao giờ? Trầm Quân Giật hít thở một chút: là hơn 2 tháng trước. Tiểu Thất nhướng mày: hơn 2 tháng trước, có lẽ chính là lúc bọn họ
muốn diệt hết những huyền môn lánh đời, sau đó sẽ xuất thủ với đạo môn. Hay là bởi vì nhân lực không đủ mê âm thầm ra tay. Bọn họ xuất thủ nhất định là hồn phách không lưu lại, vì vậy địa phủ cũng không biết mà truy cứu. Trầm Quân Giật nói tiếp: Ta thất hồn lạc phách, thoát khỏi núi Thanh Thành hơn 2 tháng, ta đi khắp nơi tìm bọn Hậu Khanh muốn báo thù cho sư phụ. Nhưng sư phụ trước khi chết đã nói, bảo ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải đem tin tức này truyền đi tới chính đạo. Vậy ngươi vì sao không truyền đi? Hắn cười khổ một tiếng: Làm sao ngươi biết ta không truyền đi? Tiểu Thất liếc mắt nhìn Chu Giai Hào, tỏ ý không cần nói nữa, tùy tiện. Ta nhớ ngươi đi đến những môn phái khác, phát hiện cũng hoàn toàn là tịch mịch. Không sai, ta đến Nga Mi, Võ Đăng, Điểm Thương, mấy đại môn phái đều nhìn thấy từng cỗ hải cốt giữa nát. Không đúng rồi, nhiều người chết như vậy, tại sao chúng ta không có biết? Chu Gia Hảo nghi ngờ. Lúc này Trần Thần nói: Loại chuyện này là không thích hợp để khuếch tán ra đó. Tại sao vậy? Bởi vì bình yên của xã hội, nếu như mọi người biết sẽ cảm thấy bất an, xã hội cục diện sẽ rối loạn. Chu Gia Hảo cái hiểu cái không. Có lẽ là như vậy. Sau đó thì sao? Sau đó ta đoán những môn phái khác cũng bị như vậy, cho nên không có uổng phí khí lực, một mình đi du lãm khắp nơi để thăng tu vi. Nghe nói vậy, Tiểu Thất nói: Trầm huynh, ngươi hẳn là biết sự tình Trúc Dung Thạch xuất thế chứ? Ta biết. Trầm Quân Giật gật đầu. Vậy tại sao ngươi không đi? Trầm Quân Giật cười một tiếng: Không dám giấu các ngươi, ngay khi lúc Trúc Dung Thạch xuất hiện, ta vừa vặn có được một quyển Vô Tự Thiên Thư. Bởi vì lĩnh ngộ thiên thư, ta đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy Trúc Dung Thạch xuất hiện, tự nhiên không thể đem tin tức nói với những người khác. Tiểu Thất gật đầu. Trong khoảng thời gian ngươi đi chu du thiên hạ, có đụng phải những huyền môn đệ tử lánh đời không? Có, gặp được Nga Mi và đệ tử của Điểm Thương. Nhưng những đệ tử của Nga Mi bị trùng kích quá lớn, không ai tin cả. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Trầm Quân Giật thở dài. Sau đó ta biết là chuyện gì. Thì ra những người may mắn lánh khỏi được bây giờ cũng không có nhập thế. Từng người dáng dấp như hoa như ngọc, một xuống núi cũng cho là người bị người ta lừa gạt, thiếu chút nữa còn bị thất thân. Nếu như không phải tu vi các nàng không tệ, thật sự là chạy không thoát. Con mẹ nó, lại còn có loại sự tình này. Hay, cũng chỉ là trách đệ tử Nga Mi quá xinh đẹp mà. Chu Giai Hào cười quái dị một tiếng. Ta muốn đi xem những nữ đệ tử Nga Mi này đẹp thế nào đó. Giới Sắc Hòa Thượng gõ đánh cốc lên đầu của hắn. Chu Giai Hào ngẩn ra. Này, tại sao ngươi đánh ta? Ngươi là đạo sĩ, muốn như vậy làm gì? Ta không thích, chẳng lẽ ngươi thích à? Giới Sắc Hòa Thượng gật đầu. Thật ra ta cũng muốn. Con mẹ nó, Hòa Thượng, coi như ta nhìn thấu ngươi rồi, pháp danh ngươi gọi là Giới Sắc, thật ra thì chính là nội tâm là rất sắc đó. Chu Giai Hào khinh bỉ, bọn Tiểu Thất cũng gật đầu đồng ý. Trầm Quân Giật khẽ mỉm cười. Ta biết các người, một là Mao Sơn, một là Long Hổ Sơn, còn không biết mấy người khác đến từ đâu. Vị mỹ nữ bên cạnh ta chính là Khu Ma Long tộc, truyền nhân của Mã gia. Hòa Thượng kia là của Giang Nam Kim Sơn tự. Mấy người còn lại đến từ Miêu Cương Thánh tộc đó. Trầm Quân Giật gật đầu. Các người mỗi người đều lai lịch rất lớn. Tình huống tối hôm qua người cũng thấy, chúng ta đều là những người mà bọn Hậu Khanh muốn giết. Ta nhìn ra, đúng rồi, tối hôm qua nữ tử áo đen là ai vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất ngưng giọng. Nàng là chủ nhân của Hậu Khanh, muốn lật đổ tam giới, diệt trừ toàn bộ cao nhân của huyền môn thiên hạ. Mệnh lệnh cũng là nàng đưa xuống. Vậy tối hôm qua vì sao nàng không ra tay giết chúng ta? Ta cũng đang nghi ngờ. Nàng nếu như biết Uyển Nhi là tử vi đại nữ đế, vậy mà đây chính là trợ lực lớn nhất của nàng, tại sao lại thả chúng ta đi? Tiểu Thất nhíu mày. Chu Giai Hào liền trợn mắt. Không cần nhớ những chuyện này, Trầm huynh ngươi không cần phải nói đến Vô Tự Thiên Thư sao? Cầm ra đây xem một chút nào. Kìa, Tiểu Sư Thúc. Không sao, không sao. Vô Tự Thiên Thư là Vô Tự Thiên Thư mà. Đúng rồi, ta cũng đã lĩnh ngộ được, nhưng còn một nửa quyển ta không thể nào mở được. Loại bảo vật này nếu như các người hữu duyên thì ta tự nhiên không thể chiếm đoạt. Nói xong, hắn lật tay lấy ra một quyển sách màu trắng, bộ dáng giống như là quyển sổ. Trầm Lân Giật tiếp tục nói.
Ở bên trong Vô Tự Thiên Thư ta hiểu được rất nhiều bí mật, cùng với rất nhiều pháp thuật lợi hại. Chu Gia Hảo cầm lấy Vô Tự Thiên Thư, mở ra vừa xem, bên trong chỉ là một tờ giấy trắng. Ê, đúng là Vô Tự Thiên Thư. Ôi chào Trầm huynh, làm sao mới có thể biết đây có thể lĩnh ngộ được Vô Tự Thiên Thư? Tích một giọt máu lên Thiên Thư, nếu như máu thấm vào đến đâu, nói chứng minh rằng hữu duyên đến đó. Lời hắn còn chưa hết, Chu Gia Hảo đã cắn ngón tay, rỏ một giọt máu tươi lên Thiên Thư. Sau đó hắn trợn mắt, nhìn máu của mình lăn qua lộn lại trên Thiên Thư nhưng không thấm vào. Giọt máu rơi xuống đất, Chu Gia Hảo thầm chửi một tiếng, đem Thiên Thư ném cho Tiểu Thất. Tiểu Thất cắn ngón tay, Thiên Thư cũng không có phản ứng. Bọn giới sắc hòa thượng cũng thử, giọt máu vẫn không thấm. Tiểu Thất lưa nhướng mày, liếc mắt nhìn Uyển Nhi. Không biết Uyển Nhi có được hay không. Nếu như Uyển Nhi có thể lãnh ngộ được pháp thuật ở trong Thiên Thư, nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Nghĩ đến đây hắn nói, Uyển Nhi cũng tới thử một chút đi. Công tử, máu của ta sợ. Không dùng máu, vậy thử dùng lực lượng linh hồn tìm hiểu Thiên Thư xem. Uyển Nhi gật đầu, nhận lấy Vô Tự Thiên Thư, cặp mắt khép hờ. Một cỗ lực lượng linh hồn yếu ớt từ từ tiến nhập vào Thiên Thư. Đột nhiên Thiên Thư bùng nổ ra một cỗ hấp lực, đem hồn phách của Uyển Nhi kéo vào. Tiểu Thất đứng vụt dậy, thấy Vô Tự Thiên Thư lóe lên một cỗ nhu quang kim sắc, lúc sáng, lúc tối, cực kỳ quỷ dị. Không lẽ Uyển Nhi có khả năng lĩnh ngộ Thiên Thư? Tiểu Thất ôm tâm tình kích động, nhìn một màn quái dị trước mắt. Uyển Nhi hai mắt nhắm nghiền, mà Vô Tự Thiên Thư phía trên có một lớp ánh sáng vàng nhạt nhạt. Trầm Quân Giật nói, nàng đã lĩnh ngộ Vô Tự Thiên Thư rồi. Mẹ kiếp, sao lại không phải là ta chứ? Chu Gia Hảo bưng chán, rên rỉ. Đột nhiên, Uyển Nhi cặp mắt mở ra. Ở bên trong Thiên Thư, kim quang bắn vào trong mắt của nàng. Giờ phút này, ánh mắt của nàng mê man, từ từ vui mừng hiện lên trên mặt. Mọi người đều an tĩnh nhìn một màn, mặc dù không phải là mình lĩnh ngộ, nhưng có pháp thuật vẫn có thể học được một chút. Trầm Lân Duật luẩn quẩn nói, không nghĩ tới, lĩnh hội quyển hạ của Vô Tự Thiên Thư lại chính là luân hồi của Tử Vi Nữ Đế. Chương 750, thiêu đốt Vô Tự Thiên Thư. Tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Uyển Nhi. Ở trong nhu quang kim sắc, Uyển Nhi trừng mắt, mừng tít. Qua 8-9 phần, Uyển Nhi vẫn duy trì động tác như vậy. Tiểu Thất nhíu mày. Trầm huynh, đây là chuyện gì vậy? Trầm Quân Giật cười một tiếng. Không cần lo lắng, lĩnh ngộ Thiên Thư không phải sự tình trong một chốc một lát. Vậy thì tốt, ngàn vạn lần đừng có để xảy ra ngoài ý muốn đó. Chu Gia Hảo lẩm bẩm. Ta thật ra, muốn cái loại này xảy ra trên người ta đó. Giới sắc hòa thượng lại gõ một cái lên đầu hắn. Nếu như sự tình phát sinh ngoài ý muốn, ngươi làm gì còn phần? Chu Gia Hảo trợn mắt. Hòa thượng, ta lặp lại lần nữa, đừng có đánh vào đầu ta đó. Đánh ngươi thì làm sao? Chu Gia Hảo nổi giận, trừng mắt nhìn giới sắc. Đột nhiên ở đây lại nói, ngươi nếu như đánh lại ta, về sau ta sẽ không để ý được ngươi nữa. Giới sắc hòa thượng cười hăng hắc, thừa dịp hắn không chú ý lại gõ một cái. Tiểu Thất không thèm để ý hai cái thằng đó, lập tức tập trung vào tình huống của Uyển Nhi. Nếu như chỉ có một chút không bình thường, lập tức sẽ xuất thủ cắt đứt Uyển Nhi lĩnh ngộ Vô Tự Thiên Thư. Mặc dù đây là cơ duyên vô cùng to lớn, nhưng quản sống vẫn quan trọng hơn. Thời gian trôi qua, Uyển Nhi vẫn không có phản ứng. Trầm Quân Giật cũng rất nghi ngờ, hắn lĩnh ngộ Vô Tự Thiên Thư cũng không phải tình huống đến mức như vậy. Tiểu Thất đứng dậy, đang chuẩn bị động thủ. Lông mi của Uyển Nhi nhúc nhích. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cũng không có động thủ, lại một lần nữa chờ chốc lát. Tầm mắt của Uyển Nhi nhất chuyển, nhìn sang Tiểu Thất. Thấy Uyển Nhi khôi phục lại như cũ, Tiểu Thất hỏi, Uyển Nhi, thế nào? Có lĩnh ngộ được gì không? Uyển Nhi lắc đầu. Không có. Trước mắt chỉ là một mảnh kim quang, không có gì khác. Cái gì thế? Chu Gia Hảo không tin, hô to. Thật là kim quang che mở mắt, ta không nhìn thấy gì cả. Trầm huynh, đây là chuyện gì? Người lĩnh ngộ Vô Tự Thiên Thư quyển thượng có thấy loại tình huống này không? Nghe nói như vậy, Trầm Quân Giật lắc đầu. Ta lĩnh ngộ Vô Tự Thiên Thư quyển thượng chỉ cảm giác mình tiến vào một không gian kỳ lạ, gặp rất nhiều những bia đá. Ở phía trên ghi lại những pháp thuật và nhiều sự tình hiếm thấy,
cũng chưa từng xuất hiện tình huống như của nàng. Vậy đây là chuyện gì đây? Ta không biết, có lẽ chưa đến thời cơ. Chu Gia Hảo bĩu bĩu môi. Cái gì mà thời cơ, bây giờ là đến lúc rồi. Chẳng lẽ đến lúc chờ bọn Hậu Khanh thì mới có thể mở ra Vô Tự Thiên Thư sao? Hết thảy đều là cơ duyên. Vô Tự Thiên Thư sẽ tạo ra cơ duyên để cho ngươi lĩnh ngộ. Cụ thể ta cũng không biết. Hơn nữa nếu như không phải ta thu được Vô Tự Thiên Thư, ta còn nghĩ rằng đây là truyền thuyết. Tiểu Thất lặp đi lặp lại, suy tư một chút rồi tự hỏi, làm thế nào đây? Vậy chờ cơ duyên thôi. Vô Tự Thiên Thư tự nhiên sẽ mở ra, đến lúc đó chỉ cần nắm chắc cơ hội là được. Trầm Quân Giật nói. Tiểu Thất gãi gãi đầu, đúng là phiền toái. Thiên Thư tới tay không xem được. Uyển Nhi cũng không gấp, nhưng bọn họ rất gấp. Trong phút chốc, Tiểu Thất thở dài. Uyển Nhi, Vô Tự Thiên Thư ta giúp cô, cô cứ thu đi, chờ cô cảm thấy thời cơ chín muồi ta giao lại cho cô. Uyển Nhi gật đầu, đem Thiên Thư đưa cho Tiểu Thất. Nằm ở trên giường ngủ không thoải mái, bà Bảo chạy đến trong ngực của Tiểu Thất, nháy nháy mắt một cái rồi hỏi. Ca ca, đây là cái gì vậy? Là Vô Tự Thiên Thư đó. Tiểu tử ngậm ngậm ngón tay, một bộ dáng ngốc nghếch. Vô Tự Thiên Thư là cái gì vậy? Ca ca có thể cho bà Bảo xem được không? Không được, Vô Tự Thiên Thư là của Uyển Nhi tỷ tỷ, bà Bảo không được xem. Ca ca xấu. Tiểu Thất cười một tiếng. Ai ngờ tiểu tử đoạt lấy Vô Tự Thiên Thư. Đúng lúc này Vô Tự Thiên Thư bùng bùng bốc cháy. Bọn Tiểu Thất ngây người như phỗng, trơ mắt nhìn Vô Tự Thiên Thư bốc cháy như vậy. Chẳng lẽ quyển hạ cứ như vậy mà thiêu hủy? Tiểu sư điệt, nhanh cứu hỏa, đây là Vô Tự Thiên Thư đó. Chu Gia Hảo khôi phục tinh thần, vội vàng hô. Tiểu Thất cũng làm phép muốn dập tắt Vô Tự Thiên Thư đang cháy. Ai ngờ không có hiệu quả, ngược lại lại càng bùng cháy. Còn mẹ nó, Vô Tự Thiên Thư cứ như vậy mà bùng cháy sao? Ca ca, bà Bảo không phải cố ý đâu, bà Bảo không biết là nó sẽ cháy đâu. Bà Bảo biết rõ mình đã gây ra đại họa, nhỏ giọng áy náy. Mọi người đều thở dài, trong lòng cảm thấy tiếc hận. Đúng lúc này Vô Tự Thiên Thư đang bùng cháy, đột nhiên tự bay lên giữa không trung, ngọn lửa bắn ra từng đạo kim quang, dần dần tụ lại bên cạnh Uyển Nhi thành một tầng kết giới màu kim sắc. Ở phía trên có vô số chữ nhỏ. Nửa phút sau, toàn bộ Thiên Thư cháy thành tro bụi. Mấy người trố mắt nhìn nhau, không lẽ quyển hạ đã ghi lại đồ vật ở đây? Mọi người cẩn thận nhìn một chút, ai ngờ những chữ nhỏ đó biến mất, vút một vệt kim quang bắn thẳng vào mi tâm của Uyển Nhi. Cặp mắt của Uyển Nhi lúc sáng lúc tối vô cùng quỷ dị. Giờ phút này cặp mắt của nàng giống như một cái màn hình tivi. Bọn Tiểu Thất có thể nhìn rõ những chữ nhỏ chạy qua. Bất quá tốc độ quá nhanh, xem không nhanh. Chẳng lẽ đây là cơ duyên một mực chờ đợi? Tiểu Thất cúi đầu nhìn bà Bảo. Tiểu tử tiếp xúc được ánh mắt của Tiểu Thất, nhẹ giọng: Ca ca, bà Bảo biết lỗi rồi. Xoa đầu tiểu tử một cái: Bà Bảo không sai đâu, Uyển Nhi tỷ tỷ còn phải cảm ơn ngươi. Ca ca đừng có an ủi bà Bảo. Bà Bảo đem Uyển Nhi phá đi Vô Tự Thiên Thư của tỷ. Vừa nói, tiểu tử nước mắt chảy ra, thương tâm nằm trong ngực Tiểu Thất mà khóc rưng rức. Bà Bảo đừng khóc, thật sự là không sao mà. Tiểu tử thút thít không để ý đến Tiểu Thất. Tiểu Thất nhỏ giọng an ủi nó. Ai ngờ càng lúc nó càng khóc đến thương tâm. Cảm giác bất đắc dĩ, nói với Mã Tiểu Tiểu: Tiểu Tiểu, nàng an ủi nó đi. Mã Tiểu Tiểu nhẹ ôm lấy Bảo Bảo, lau nước mắt an ủi. Chu Gia Hảo thu ánh mắt vui vẻ: Lần này khẳng định là lĩnh ngộ được Vô Tự Thiên Thư chứ? Có lẽ là hy vọng sẽ có nhiều pháp thuật lợi hại, sau đó chúng ta sẽ cùng học. Giới Sắc Hòa Thượng cười nói: Nếu như học thì ta là học trước đó. Dựa vào cái gì? Giới Sắc Hòa Thượng và Chu Gia Hảo bốn mắt nhìn nhau, trong miệng không ngừng cãi. Tiểu Thất trợn mắt không nói gì, nhìn bọn họ: Này, các người có thể yên tĩnh được không? Đừng có làm ồn. Mấy chục phút đi qua, Uyển Nhi khôi phục lại tinh thần. Tiểu Thất vội vàng nói: Uyển Nhi, có thu hoạch gì không? Uyển Nhi gật đầu: Ở phía trên có ghi lại một bộ pháp quyết và rất nhiều pháp thuật. Pháp quyết gì? Nói nhanh nghe.
là Phượng Hoàng Nguyệt Quyết. Cái gì vậy? Tại sao bây giờ ta chưa từng nghe nói qua? Chu Gia Hảo cau mày. Hơn nữa sao nghe giống như là pháp quyết của phụ nữ tu luyện vậy? Chính là phụ nữ tu luyện. Còn mẹ nó, chúng ta không thể lĩnh ngộ được Vô Tự Thiên Thư bởi vì chúng ta là đàn ông. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Gia Hảo. Uyển Nhi, cô có thể tu luyện được Phượng Hoàng Nguyệt Quyết không? Có thể. Bộ pháp quyết này không có yêu cầu gì đặc biệt. Vô luận là hồn phách hay là người, chỉ cần là phụ nữ là có thể tu luyện. Nghe vậy, Chu Gia Hảo lại nói: Ê, vừa rồi Hùng bà nương tại sao không mở được Vô Tự Thiên Thư nhỉ? Ta cũng không biết. Được rồi, nữ đế, những pháp thuật kia có thể tu luyện là được rồi. Bọn ta có thể tu luyện được không? Chương 751 Phượng Hoàng Nguyệt Quyết. Uyển Nhi khẽ gật đầu. Thấy vậy Chu Gia Hảo cao hứng. Tiểu Thất trợn mắt. Tiểu sư thúc, người trước tiên là đem Trấn Ma Quyết của Long Hồ Sơn tu luyện cho tốt đi đã. Chu Gia Hảo một bộ mặt ai oán nhìn Tiểu Thất. Tại sao người cứ như vậy mà công kích ta vậy? Tiểu Thất tử tốn: Trấn Ma Quyết là một bộ pháp thuật cường đại cao thâm, người đến cả Trấn Ma Quyết đều không tu luyện tốt, còn muốn tu luyện pháp thuật khác, như vậy là loạn đạo đó. Thôi được rồi, ta tu luyện Trấn Ma Quyết vậy. Chu Gia Hảo mệt mỏi ngồi xuống ghế salon buồn rầu. Giới Sắc Hòa Thượng đắc ý nhìn Chu Gia Hảo, vừa định nói, Tiểu Thất đã lên tiếng: Hòa Thượng, pháp tướng của cậu tu luyện đã đến cực hạn chưa? Liệu có yêu cầu cao như vậy sao? Cậu nói cái gì? Được rồi, tôi không quan tâm những thứ khác vậy. Giới Sắc Hòa Thượng cũng ai oán nhìn Tiểu Thất. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn sang Hứa Chính Dương, hắn vội vàng xua tay. Tiểu Thất, ngươi yên tâm, ta không học thiên thư đâu. Lần này ta quay về gia tộc, gia gia cũng cho ta không ít pháp thuật cao thâm rồi. Tiểu Thất hài lòng gật đầu, sau đó nở một nụ cười nhìn Uyển Nhi. Uyển Nhi, đem pháp thuật dạy cho ta. Ê, con mẹ nó thật là vô sỉ. Đúng rồi, thật là vô sỉ. Hắn vốn vô sỉ như vậy mà. Bọn Chu Gia Hảo khinh bỉ nhìn Tiểu Thất, trong miệng không ngừng chửi. Tiểu Thất nhún vai: Ta người không tìm được cách ngăn trở ta tu luyện đâu. Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh ta đã tinh thông, những pháp thuật khác ta cũng đã thuần thục rồi. Hơn nữa ta vốn là muốn học càng nhiều pháp thuật để đi tìm kiếm đạo của mình đó. Trên thế giới này tại sao lại có người vô sỉ như hắn vậy? Chu Gia Hảo ngửa mặt thở dài một tiếng. Uyển Nhi che miệng cười, ngay sau đó nhẹ giọng: Công tử, ta có thể đem Phượng Hoàng Nguyệt Quyết truyền cho Mã cô nương. Ta xem kỹ rồi, Phượng Hoàng Nguyệt Quyết tu luyện đến cực hạn, có khả năng ngưng tụ ra hư ảnh Phượng Hoàng. Nàng vốn đã có Mã Gia Thần Long, nếu như có Phượng Hoàng phối hợp nhất định là rất lợi hại. Như vậy có thể đó. Chu Gia Hảo trợn mắt. Có chỗ tốt như cái này là đi đâu mất rồi, ba người chúng ta đến cả cơ hội nước còn chả có chứ nói gì đến cái. Giới Sắc Hòa Thượng và Hứa Chính Dương khuôn mặt khó chịu gật đầu. Tiểu Thất nhận lấy bà bảo ở trong ngực của Mã Tiểu Tiểu, nó đã ngủ say, nhẹ giọng: Tiểu Tiểu, nàng và Uyển Nhi sang một căn phòng, Uyển Nhi đem Phượng Hoàng Nguyệt Quyết dạy cho nàng. Mẹ kiếp, tiểu sư điệt, ngươi đừng có như vậy chứ, chỉ là dạy khẩu quyết mà thôi, đừng có giấu giếm chúng ta như vậy chứ. Mày lại nói chúng ta cũng đâu có thể tu luyện. Tiểu Thất tử tốn: Ai biết, các ngươi về sau gặp gái liệu có nói bậy bạ hay không. Coi như người lợi hại vậy. Mã Tiểu Tiểu và Uyển Nhi vào phòng trao đổi Phượng Hoàng Nguyệt Quyết. Bọn Chu Gia Hảo cũng không suy nghĩ đến chuyện pháp thuật nữa. Mấy người trao đổi ánh mắt rồi hỏi: Tiểu Thất, sự tình ở đây coi như đã xong, tiếp tục chúng ta đi đâu vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất trầm tư một chút: Lên Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn? Tiên y nhất tộc cũng ở Côn Luân Sơn đó, chúng ta đi liệu có đường trở về hay không? Tiểu Thất tử tốn: Tiên y nhất tộc cùng Ma Chi nhất tộc từ thời thì kỳ thượng cổ, lực thực lượng đã tương đương, ai cũng không thu thập được ai. Hơn nữa Côn Luân Sơn còn có thượng cổ thiên tôn bảy phong ấn, tiên gì nhất tộc rất khó đi ra đó. Vậy chúng ta đến đó làm gì? Tìm người. Ma Linh có lẽ sẽ tìm đến chúng ta đó. Đúng rồi, còn có cả Đông Giai Minh cũng không biết đi đâu nữa. Nghe vậy Tiểu Thất nói: Ta không đi tìm Ma Linh, mà là đi tìm trưởng lão của Ma Chi nhất tộc, thương lượng với bọn họ sự tình về sau này làm gì. Biết rồi. Mấy người gật đầu. Trầm huynh,
Ngươi định thế nào? Trầm Quân giật suy nghĩ một chút rồi cười nói, nếu như các ngươi không phiền, ta cũng muốn đi Côn Luân Sơn. Trầm huynh, lời này là khách khí rồi. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta đi một đường lên Côn Luân Sơn là vinh hạnh của chúng ta đó. Tiểu Thất gọi điện thoại cho Hồ Cảnh Quan, nói cho lão biết sự tình ở quán trọ đã xong. Thật ra cũng nên sớm nói cho lão biết, chỉ là Tiểu Thất còn muốn ăn mấy bữa ăn miễn phí nữa. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Thất nói với Trần Thần, ngươi đi trả xe đi, sau đó mướn một chiếc xe to hơn một chút. Dạ vâng sư phụ. À, là chúng ta đi lái xe sao? Chu Gia Hảo nghi ngờ. Tiểu Thất liếc hắn, ngươi tự cảm phiền không được sao? Chu Gia Hảo không cãi được, nửa ngày mới nặn ra một câu, hey, ngươi không đi Thiên Kiều, nói không có sách mách, không có chứng chứ quả thực là lãng phí đó. Trần Thần đứng dậy đi xuống lầu đổi xe. Mã Tiểu Tiểu cùng Uyển Nhi còn ở trong phòng trao đổi Phượng Hoàng Nguyệt Quyết. Mọi người trò chuyện hơn một tiếng, Uyển Nhi từ trong phòng bay ra nhẹ nhàng nói, công tử, Mã cô nương thiên phú rất cao, lĩnh ngộ rất nhanh được Phượng Hoàng Nguyệt Quyết. Ước chừng hơn 2 giờ chiều, Mã Tiểu Tiểu từ trong phòng đi ra. Từ giữa trưa, quán trọ đã khôi phục lại làm ăn. Đoàn người đi xuống lầu trả phòng. Nhân viên phục vụ trước quầy nghi ngờ nhìn mấy người Tiểu Thất mới bắt đầu làm thủ tục trả phòng. Rời khỏi quán trọ, tìm một tiệm cơm, mua một ít đồ tiếp tiếp phẩm, sau đó lên đường đến Côn Luân Sơn. Trong bọn họ, ai cũng chưa từng đến Côn Luân Sơn, vì phòng ngừa xe hơi không đủ xăng, còn mang thêm 2 thùng nữa. Côn Luân Sơn đúng như cái danh hiệu, là hoa hạ đệ nhất thần sơn, là vạn sơn chi sơn. Côn Luân Sơn hoặc là Ngọc Sơn là một trong những ngọn núi lớn nhất của châu Á, cũng là một bộ phận lực lượng chủ yếu của dãy núi lớn kéo dọc toàn bộ châu Á, nối liền các quốc gia Tây Khởi, Mạt Mễ Nhĩ, nằm trong một cao nguyên rộng, đi ngang qua Tân Cương, cắt qua Tây Tạng, vươn tới tận biên giới Thanh Hải, ước chừng phải đến 2.500 cây số. Độ cao trung bình so với mặt nước biển là 5-6.000 mét, rộng độ 130-200 cây số vuông, tây hẹp đông rộng, diện tích đạt đến hơn 50 vạn cây số vuông. Côn Luân Sơn ở trong văn hóa của Hoa Hạ có vạn sơn chi tổ, địa vị vô cùng hiển hách. Cổ nhân đặt danh hiệu Côn Luân Sơn là long mạch chi tổ của Hoa Hạ. Lái xe rời khỏi Tây Xuyên, Tiểu Thất nói, chúng ta phải đến Côn Luân Chủ Phong, người đừng có đi sai đó. Yên tâm đi sư phụ, tuyệt đối sẽ không lầm đường đâu. Hơn 8 giờ sáng, xe tiến vào biên giới Thanh Hải. Bọn Tiểu Thất cũng không có vội mà tìm một quán trọ ở lại. Bọn họ ngồi xe cho nên cũng mệt mỏi, nhưng Trần Thần thì không. Hắn đã liên tục lái xe 4-5 tiếng. Sau khi ở lại quán trọ hơn nửa đêm, lúc nào cũng nghe thấy âm thanh quỷ khiếu. Tiểu Thất bắt đầu còn cho rằng mình nghe lầm, sau đó càng nghe càng cảm thấy không đúng, liền mặc lại quần áo đi theo phương hướng chuyển đến âm thanh. Âm thanh không phải là từ trên lầu truyền tới, mà là ở dưới lầu, từ dưới lầu rất sâu. Bởi vì không bị người trực trong quán trọ nhìn thấy, nơi nào u ám liền đi vào. Âm thanh càng lúc càng vang dội, rốt cuộc đi đến trước một cánh cửa cũ kỹ. Ở đây là một căn phòng dưới lòng đất, có một cái khóa, ở trên cửa gỗ có một dấu tay. Cẩn thận từng ly từng tí đi dọc theo thang lầu, trong lúc bất chợt một thanh trường kiếm ở bên cạnh đâm tới. Tiểu Thất cả kinh, vội vàng huy kiếm chặn lại. Ban đêm tối như mực, cũng không ai nhìn rõ là ai. Trầm huynh, người giao thủ cùng ai vậy? Ta không biết, tu vi kẻ này rất mạnh. Nghe được đoạn đối thoại, Tiểu Thất từ trong túi lấy ra đèn pin chiếu, trước mắt chính là Chu Gia Hảo cùng Trầm Quân Giật. Vừa thấy Tiểu Thất, Chu Gia Hảo kêu lên một tiếng, sau đó nghĩ đến mình lén lén lút lút, nhẹ giọng, Tiểu sư điệt, tại sao lại là ngươi? Thế còn các người thì sao? Chúng ta nghe tiếng âm thanh quỷ khóc, muốn xem một chút là chuyện gì. Ta cũng nghe thấy âm thanh đó, mới xuống đây đó. Dừng một chút, Tiểu Thất nói tiếp, có nhìn ra cái gì không? Chương 752, Tu La Quỷ Mẫu, phần 1. Trầm Quân Giật chỉ phía sau, nhẹ giọng, ở đây có một cánh cửa sắt, rất rắn chắc, không thể nào, rất khó mở ra. Thế nhưng một khi sử dụng pháp thuật, ắt sẽ phát ra động tĩnh tới người của quán trọ. Tiểu Thất đi lên phía trước,
đưa mắt nhìn, quả nhiên đúng như Trầm Quân Giật nói, trước mắt là một đạo cửa sắt đã rỉ sét, khẽ gõ gõ một cái, âm thanh rất dày và nặng, có thể tính ra nó rất dày. Bất quá âm thanh ở bên trong lại dội lại, Tiểu Thất cẩn thận nhìn một chút, Long Tuyển kiếm cắm xuống đất, mạnh mẽ dùng sức. Cửa sắt hơi nhấc lên một chút, trong lúc bất chợt một cỗ âm phong thổi ra, ba người cảm giác có một trận lạnh lẽo, đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy phía sau cửa sắt không có đơn giản. Tiếng quỷ khiếu thê lương vang lên một lần nữa, trong lúc nhẹ, lúc nặng, có lúc lộ ra là người lớn, có lúc lại là một đứa trẻ. Trầm Quân Giật nói, nơi đây không tầm thường, bẩn thỉu, nhưng lúc trước ta cùng Chu Huynh theo âm thanh mà đi tìm, phát hiện đạo cửa gỗ kia lại là khóa mới đó. Nghe nói vậy, Tiểu Thất nhướng mày, các người nói là khóa mới, sao vậy? Ta nhìn thấy khóa không phải là mới, mà là một cái khóa rỉ sét. Nghe vậy, Chu Gia Hào vội nói, làm sao có thể, tiểu sư điệt, ngươi khẳng định là nhìn lầm đó. Lầm cái rắm, ngươi nếu không tin thì tự ra mà xem. Được, để đi. Nói xong, Chu Gia Hào sải bước đi lên thang lầu, đóng cửa lại, cầm trong tay một cái khóa đi xuống. Hắn nhìn thấy Trầm Quân Giật liền nói, Trầm huynh, thật sự là một cái khóa đã rỉ sét. Cái gì? Trầm Quân Giật biến sắc, cúi đầu nhìn cái khóa ở trong tay của Chu Gia Hào, quả nhiên là một cái khóa đã rỉ sét. Đây là chuyện gì vậy? Trầm Quân Giật trầm giọng, không lẽ trước ngươi còn có người đã tới? Nếu như không phải là có người đến thì có lẽ bọn họ đã có thể nghe được âm thanh. Tiểu Thất chỉ cửa sắt, Chu Gia Hào nói, ý ngươi nói là có quỷ ở trong này, vừa rồi là quỷ đã đổi chỗ. Ta không nói như vậy, nhưng nơi này xác thực là không có bình thường. Lúc đang nói chuyện, một cái tay nhỏ từ trong khe hở Long Tuyển kiếm chống cửa đưa ra, bất quá chạm phải Long Tuyển kiếm rất nhanh rụt lại. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ là đem cửa sắt phá hỏng chui vào xem ngọn ngành? Người làm đi, cửa sắt rất nặng đó. Trầm Quân Giật đột nhiên nói, không biết các người có phát hiện hay không, một quán trọ to như vậy lại lạnh lẽo, hơn nữa chúng ta thời điểm lên lầu còn gặp nhiều người đang mang đồ vội vàng xuống lầu. Người nói như vậy ta cũng nhớ đó, vừa rồi lúc làm thủ tục bên cạnh ta có thể nghe được những tiếng khóc mơ hồ. Tiểu Thất nói, trở về chúng ta dù sao cũng ở đây một đêm thôi, không có quan trọng. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Trầm Quân Giật, sau đó gật đầu một cái. Tiểu Thất thu lại Long Tuyển kiếm, ba người xoay người rời đi. Âm thanh quỷ kêu lại vang lên. Đi ra khỏi phòng ngầm dưới đất, vừa mở cửa ra lại phát hiện Giới Sắc Hòa Thượng và Hứa Chính Dương đang đứng ở ngoài cửa. Hai người cả kinh, quay đầu lại thấy ba người Tiểu Thất, thở dài nhẹ nhõm. Các người tại sao lại ở đây? Cũng giống như các người vậy. Các người cũng nghe thấy âm thanh sao? Nếu như không phải làm cho thật sự không có ngủ được, chúng ta cũng mặc kệ thôi. Tiểu Thất gật đầu, các cậu đi về phòng đi, ta đi hỏi phục vụ viên ở quầy lễ tân một chút. Nhưng mà không có biết là chuyện gì xảy ra ở dưới sao? Không, ở phía dưới có một cánh cửa sắt rất dày, không có cách nào đi vào. Tiểu Thất đi lên lầu một, dọc đường đi tới. Bây giờ chính là nửa đêm, toàn bộ ở chỉ có hai người trực ở quầy của quán trọ. Giờ phút này họ đều đang nằm nghỉ ngơi. Tiểu Thất gõ bàn một cái, hai người mở mắt. Một người hỏi, tiên sinh ở trọ sao? Tiểu Thất lắc đầu, ta đang ở đây rồi. Vậy ngươi có chuyện gì? Tiểu Thất nhàn nhạt, lúc ta đang ngủ đi, không biết vì sao lại bị âm thanh đánh thức. Ta muốn hỏi một chút là có để cho chúng ta ngủ hay không? Phục vụ trên mặt mỉm cười, tiên sinh nói đùa, làm sao có người làm ồn người ngủ. Quán trọ chúng ta phòng cách âm hiệu quả rất tốt đó. Thật sao? Vậy ở chỗ đó, chỗ nào ta cũng nghe người ta nói như vậy. Bắt đầu ta không để ý, nhưng cũng nghe thấy âm thanh rất khó nghe, căn bản là không thể nào ngủ được. Hai người phục vụ viên đưa mắt nhìn nhau. Tiên sinh, người nói vấn đề này lúc trước chúng ta từng gặp qua. Như vậy đi, để ta gọi quản lý, người nói chuyện với quản lý vậy. Tiểu Thất nhún vai, không có vấn đề gì, dù sao không giải quyết được vấn đề, ta sẽ kiện quán trọ của các người đó. Tiên sinh nói đùa rồi. Nghe vậy, Tiểu Thất muốn kiện quán trọ, phục vụ viên sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì là ca trực của các nàng, nếu như bị kiện cáo, nhất định
sẽ cắt tiền lương của các nàng. Phục vụ gọi điện cho quản lý quán trọ. Sau mười mấy phút, một người phụ nữ độ hơn 30 tuổi từ trên lầu đi xuống. Sao vậy? Dạ quản lý, vị tiên sinh này nói lúc ngủ cũng nghe thấy âm thanh bị đánh thức. Quản lý nhìn tiểu thất. Vị tiên sinh này, ngươi nghe được âm thanh gì? Là âm thanh quỷ kêu đó. Quản lý khuôn mặt biến sắc, trầm giọng. Tiên sinh, loại đùa giỡn này có thể không đùa được không? Ai đùa giỡn với các cô? Ta nghe thấy chính là âm thanh quỷ kêu. Ta dám đánh cuộc, người ở quán trọ bây giờ đều không biết buổi tối quán trọ có âm thanh quỷ kêu. Nếu như biết sớm đã bị hù chạy. Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra. Hai cô gái độ 27-28 hốt hoảng chạy thẳng ra trước quầy lễ tân, đem thẻ phòng ném ở trên đài hô lên. Ta trả phòng. Tiểu thất nhìn hai người hỏi nhỏ. Có phải là hai người các cô nghe được tiếng khóc không? Không, không sai đâu. Thực sự là dọa người đó, chúng ta không thể ở nổi đâu. Đi thôi. Thế nào? Ta nói không sai chứ? Quản lý nhìn thấy tiểu thất nói vậy thì cúi đầu. Cô cũng nghe thấy tiếng khóc khó nghe. Tiểu thất gật đầu. Ta đã nói với quản lý của quán trọ mà cô không tin. Một cô gái khác nói. Các người mới chỉ là nghe tiếng khóc, nhưng ta gặp ác mộng đó. Ta mơ thấy một người nữ nhân khắp người đầy máu, ôm một đứa bé độ 3-4 tuổi. Bên cạnh còn có một người đàn ông không có chân đang cố gắng bò, làm ta bị dọa sợ lắm. Người đàn ông kia đang bò còn ngẩng đầu cười với ta. Sau đó ta thấy khuôn mặt của hắn máu thịt be bét, ánh mắt cũng lồi cả ra ngoài trong hốc mắt đó. Quản lý quán trọ nhẹ giọng. Xin lỗi, đây chỉ là mơ, không thuộc về thẩm quyền phụ trách của quán trọ. Ta cũng không cần quán trọ các người phụ trách, chúng ta tới đây trả phòng thôi. Các nàng nắm tiền thối ở trên quầy, sau đó vội vã rời khỏi quán trọ. Thấy vậy, tiểu thất từ tốn. Có lẽ ta cũng nên đi, để cho bọn họ thu thập một chút đồ vật rồi trả phòng vậy. Nói xong, tiểu thất lên thang máy trở về phòng. Phục vụ viên nhìn quản lý. Quản lý, bọn họ cũng muốn trả phòng đó. Trả thì trả, loại chuyện này các người không phải là lần đầu tiên thấy. Phục vụ viên gật đầu, sau đó bỗng hiếu kỳ. Quản lý, có thể nói cho chúng tôi biết là chuyện gì không? Từ lúc tôi tới nơi này làm, quán trọ căn bản là không có khách trở lại đâu. Hơn nửa đêm, người trả phòng rất nhiều. Ai ngờ quản lý sắc mặt nghiêm nghị. Chuyện này gì không biết thì đừng có hỏi nhiều. Chương 753, Tu La Quỷ Mẫu, phần 2. Thời điểm tiểu thất đi vào thang máy, quay đầu liếc mắt, nhìn thấy quản lý trách móc phục vụ viên, liền khẽ mỉm cười. Trở về phòng, thấy bọn Trần Thần đang ngồi trên sofa xem tivi, liền nghi ngờ hỏi. Tại sao không đi ngủ? Người còn phải lái xe đó. Trần Thần cười khổ. Sư phụ con muốn ngủ, nhưng mà nghe tiếng khóc thê lương làm sao mà ngủ được. Nghe vậy, tiểu thất nói. Sử dụng pháp thuật, phòng bế lỗ tai lại. Có thể được không sư phụ? Cái gì gọi là có thể hay không? Ta cho ngươi thư tịch, linh phù, ngươi còn chưa vẽ xong sao? Trần Thần lúng túng cười một tiếng. Không có, con chỉ họa những linh phù có hữu dụng thôi. Ta đây không có cách nào tự mình giải quyết đâu. Nghe tiếng khóc thê lương, tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết có nên quản hay không. Phục vụ viên ở trước quầy không có nghe được, chỉ có những khách ngủ ở trong phòng mới nghe. Cũng không biết có phải là không cho người ta ngủ hay không. Trần Thần đi vào phòng, tìm ra cách có thể phong bế lỗ tai, bắt đầu ngồi vẽ phù. Thế nhưng vẽ ra phù không dùng được, không khỏi trong lòng phỉ báng tiểu thất. Nằm ở trên giường nhìn bảo bảo ngủ say, cũng chỉ có tên tiểu tử này là vô buồn vô lo. Liền kẹp ra một đạo linh phù phong bế lỗ tai lại, bắt đầu ngủ. Ở bên tai không có tiếng khóc thê lương, tiểu thất cũng từ từ ngủ thiếp đi. Ai ngờ ngủ được một nửa thì có cảm giác lạnh lạnh, giống như là mùa đông có người kéo chăn vậy. Chủ động động thủ, phát hiện ra chăn vẫn còn, mở mắt ra thấy một khuôn mặt quỷ đầy máu tươi cách mình bất quá 10 cm, khóe miệng đang toét ra một nụ cười tà ác, móng tay thật dài chống xuống hai bên mặt đất ở cạnh giường. Tiểu thất đầu hơi nghiêng sang, phát hiện móng tay của nữ quỷ mọc dài. Trên người mặc một bộ váy hoa dương, khá là thời thượng, đánh giá tuổi tác mà nói hẳn độ 28-29. Nhìn nữ quỷ một hồi, tiểu thất nhàn nhạt. Người là ai?
Nữ quỷ không trả lời, vẫn duy trì bộ dáng lúc trước, tựa hồ giống như hù dọa Tiểu Thất. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng. Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là ai? Lập tức rút ra Long Tuyển kiếm ở dưới gối, một kiếm chém ra, nữ quỷ kêu thảm tan thành mây khói. Tiểu Thất nhướng mày lẩm bẩm, thần niệm. Nữ quỷ trước mắt là thần niệm chứ không phải là một luồng hồn phách có khả năng ngưng tụ thần niệm. Nữ quỷ này thực lực cũng không có đơn giản. Bộ dáng nữ quỷ cùng với cô gái lúc nãy trả phòng miêu tả cũng có chút tương tự. Nàng không phải là ở sau cửa sắt sao? Đột nhiên nghe được Trần Thần ở trong phòng có tiếng quát, Tiểu Thất nhảy xuống lầu chạy sang bên phòng của Trần Thần, cũng vừa thấy một màn như vừa rồi, kiếm chỉ động một cái hư ảnh tan nát. Trần Thần thở hổn hển, sư phụ tại sao lại có quỷ xông vào? Không phải là quỷ, chỉ là một luồng thần niệm thôi. Ê, con ở trong sách đọc được quỷ vật có khả năng ngưng tụ thành thần niệm đều rất lợi hại, nữ quỷ này là rất lợi hại. Là rất lợi hại đó. Tiểu Thất gật đầu, ngủ tiếp đi, sáng sớm mai xuất phát. Cài cửa trở lại trên giường tiếp tục ngủ. Vừa nằm xuống không lâu, quỷ ảnh ở trong phòng lại bay tới bay lui, phát ra tiếng khóc giống như tiếng cười. Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi quát lên, con mẹ mày muốn chết phải không? Nữ quỷ hóa thành một làn khói xanh chui ra khỏi phòng, móng tay thật dài cào vào cửa thủy tinh phát ra âm thanh chói tai. Điện ở phòng khách đột nhiên lóe lóe, hai nhân viên phục vụ ở trước quầy chớp mắt nhìn nhau nhẹ giọng, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ở đâu chạm điện? Tôi không biết, lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có chuyện như vậy. Liệu có phải là mấy người lúc nãy giờ cho quỷ? Cô gái ở trước máy vi tính vừa định nói thì màn ảnh máy vi tính đang tắt đột nhiên sáng lên. Trong cùng một lúc, toàn bộ đèn điện của quán trọ hoàn toàn tắt lịm. Ở trong bóng tối chỉ có ánh sáng của cái máy vi tính chiếu ra. Máy vi tính có điện, đại sảnh tại sao lại tắt? Đúng lúc này, một giọt nước đọng nhỏ xuống trên bàn của máy vi tính. Hai người cúi đầu vừa nhìn, ở trên bàn là một giọt nước đỏ như máu. Cô gái vừa mới nói, tay đưa chấm một cái, đưa lên mũi người. Trong nháy mắt, một cỗ mùi tanh tanh xộc thẳng lên đầu. Nàng kinh hô, đây là máu đó. Là máu sao? Đúng, đây là máu. Là máu thật sao? Trong lúc bất chợt, một đạo âm thanh vang lên. Là ai nói chuyện đó? Mau ra đây, bằng không chúng ta báo cảnh sát đó. Hai cô bé ôm chặt lấy nhau, tựa vào trên tường, cảnh giác nhìn bốn phía. Là ta. Các người không nhớ ta là ai sao? Màn ảnh máy vi tính lúc sáng, lúc tối thu hút ánh mắt của các nàng. Sau đó một gương mặt quỷ xuất hiện, móng tay thật dài vạch lên màn ảnh máy vi tính. Là quỷ! Một tiếng hét chói tai, hai cô bé trực tiếp bị dọa sợ bất tỉnh. Toàn bộ quán trọ, phàm là chỗ nào có người, cơ hồ đều có cảnh tượng như vậy. Bọn Tiểu Thất tự nhiên thì không sợ, nhưng người bình thường gặp phải loại hình ảnh kinh khủng này thì sẽ bị dọa ngất hoặc là kinh hoàng mà bỏ chạy. Cũng giống như là một vị tiểu ca ở lầu 3 đang đeo tai nghe ngủ. Hắn cảm giác như có người sờ sờ mặt mình, véo véo khuôn mặt béo nung núc thịt. Khi hắn mở mắt ra nhìn là một khuôn mặt đầy máu tươi, ánh mắt trợn trừng. Ngắn ngồi ngẩn ra mấy giây, sau đó xoay mình, vùng dậy chạy ra khỏi quán trọ, vừa chạy vừa luôn mồm kêu có quỷ. Vị đại ca béo kia chạy đến trước thang máy, chờ đợi thang máy. Keng một tiếng, cửa thang máy mở ra, vừa định chạy vào, ngẩng đầu nhìn. Một bóng người dùng cả tay cả chân chậm chạp bò tới phía mình. Kinh hoàng hét lên, xoay người định chạy. Ai ngờ một bàn tay lạnh giá nắm lấy cổ chân của tên béo. Quỷ quỷ quỷ, đừng có ăn thịt ta, đừng có ăn thịt ta, toàn thân của ta đều là mỡ à, ăn sẽ bị mỡ máu đó, đừng có mà ăn thịt ta. Hắn lắp bắp nói, cảm giác lạnh giá dần dần lan tràn. Cẩn thận quay đầu lại thì con quỷ kia đã bò đến trên lưng. Cơ màng, có quỷ quỷ. Hắn bây giờ còn chưa bị dọa sợ ngất đi, đã tốt lắm rồi. Khắp ngóc ngách của quán trọ, mỗi phòng có người đều là bị quỷ ảnh kinh khủng kia hù dọa. Những người kia gan lớn. Có mấy người ngủ ở quán trọ, giờ phút này thậm chí đến quần áo còn chẳng mặc, kinh hoàng chạy ra,
Thế nhưng ra khỏi phòng, thứ chờ bọn họ vẫn là những quỷ ảnh. Bọn tiểu thất có võ trang đầy đủ, từ trong phòng đi ra, dọn dẹp những quỷ ảnh khắp nơi phiêu bạt. Lên đến lầu 3, dưới ánh sáng lúc tối, có thể nhìn thấy rất nhiều người bị dọa cho sợ bất tỉnh. Thấy cửa thang máy có một thân ảnh mập mạp, tiểu thất vọt tới. Quỷ ảnh ngẩng đầu nhìn, buông thằng béo ra, chạy thục mạng. Tiểu thất đi tới bên cạnh thằng béo, thấy bộ dáng của hắn không khỏi bật cười một tiếng. Hai người mình cũng không bằng một mình hắn, to béo đến như vậy là cùng. Nhẹ nhẹ vỗ vai hắn. Bạn ca ngươi không sao chứ? Ánh mắt của hắn kinh khủng, trong miệng lẩm bẩm quỷ quỷ. Thế vậy, tiểu thất một tay bấm chỉ quyết, niệm mấy câu thanh tâm chú. Dừng một chút, thằng béo mới khôi phục bình tĩnh, mắt tì hí, thấy tiểu thất trước mắt lại trợn lên. Đừng có ăn thịt ta nhá, đừng có ăn. Ta không ăn thịt người đâu, ta là người mà. Là người sao? Thật sao? Sao nhìn người giống như là quỷ vậy? Tiểu thất trợn mắt. Được rồi, người nếu như coi ta là quỷ, vậy ta đi. Người ở chỗ này chờ quỷ đến đón người thật đó. Huỳnh đệ, người là người, ta tin người là người, ta van xin người cứu ta. Ở đây có quỷ đó, là ở đây có quỷ đó, van xin người. Lúc đang nói chuyện, tên béo kia kéo tay của tiểu thất. Quỷ sụp xuống đất mà mếu máo khóc lóc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.